Các bẫy thường gặp trong Trick Part 2, phần 3. Bẫy tiếp theo, câu trả lời chứa từ đồng âm nhưng khác nghĩa. Và chúng ta có ví dụ sau đây. Why is the store so crowded? A. A special sale has just started. B. It's not closed until midnight. C. We stored them at the warehouse. Ở câu này, chúng ta có từ store trong câu hỏi là danh từ cửa hàng. Và từ store trong đáp án C là lưu trữ, đây là động từ. Vậy thì hai từ này đọc giống hệt nhau nhưng nghĩa lại khác hoàn toàn. Và nếu như chúng ta không nắm chắc về cái nét nghĩa của từ vựng thì có thể làm sai và mắc bẫy câu này nhá. Vậy thì để không mắc bẫy với những cái câu tương tự như trên thì chúng ta sẽ cần phải liên tục trau dồi vốn từ của mình đối với những cái cặp đồng âm khác nghĩa trong bài thi Trick để cảnh giác với chúng các bạn nhá. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là A hay là B thì các bạn hãy comment xuống dưới cho cô biết nhá.